Bành à. Bành sao nó chết. À con lở mép à? À bị mẹ nó lở mép. À, đúng cái con này giật bay môi mà ăn tiếp đúng không? Đâu cần 3 ngày đâu ăn luôn bây giờ. Cá nó tới cá rồi. Con này vừa lại giật phát bay cái môi nó. Bây giờ nó còn ăn tiếp. Số nó chết là nó ngu quá mà. Tới cá rồi. Hết cá rồi. Vườn quốc gia Tà Độ. Hết cá rồi. Đây nghe Đoàn kể là mấy anh giật còn cá rô phi 2 kg, 3 kg không à. Có con nào 5 kg anh? Phê nhỉ. Chắc mai mốt em xuống cầm bọc cám hoặc bọc gì đó xuống. Nhíu mồi đây, nhíu mồi bãi này câu. Cái này mà làm bao củ mì chắc em lấy giật đuối anh ạ. Củ mì đập dập quăng xuống. Cùng nhau chơi thì cùng nhau một giờ thôi. Ra câu đêm luôn hả? Ra sao? 8, 9 giờ về. Rồi đèn, có đèn pin theo hả? Vâng. Hôm nay ông cao cấp hơn, ông chưa pháo sáng. Ừ. Mình chỉ đèn pin thôi. Nhà nghèo thì vậy thôi. Đèn pin được có sao đâu. Lụt mẹ đi cho nó phát. Điện theo thấy phao giật là được. Nói chuyện à? Lo nói chuyện là nó kéo mắt phao không rồi. Lại xẹt thiệt chứ. Chắc kéo cá con thiệt cái gì qua đấy. Thành quả đầu tiên của mấy anh em trong chiều gặp này. Con cá gô. Cá gô. Đây là điểm câu của người có nhà ta đùng nha mọi người. Cá ở đây bao phê luôn. Toàn cá to nhưng mà ngày hôm nay chưa câu được. Mình tính thì vẫn ngon đấy. Vậy thời gian đâu đi câu cá anh? Em à, lâu lâu em chắc đi. Chắc thứ bảy chủ nhật được á. Chiều thứ sáu thứ bảy chủ nhật em đi. À chiều thứ sáu à? Hoặc là chiều thứ năm rảnh em cũng đi. Nhưng mà ít có thời gian đi lắm. Chủ nhật thì em chạy về nhà mới rồi. Trời ơi. Giả lên đi hết mồi. Chưa đâu, chưa đâu nha. Còn có một cục nữa. Còn một cục nữa. Cục nữa ăn đâu. Thế mà còn bù về đấy hết này chuyện. Trong nghi phát đó là cá con anh ạ. Cỡ 6 giờ mấy 7 giờ là ra là có rồi cái gì? Nếu mà có. 6 giờ mấy?
buồn em sống cái nữa là hết thấy rồi.